Đây là giấy cơm nha. Giấy cơm mình mua, họ làm sạch ruột hết rồi. Mình chỉ về mình làm lại, rửa sạch và làm là chiên lại thôi à. Họ bán là một hộp vậy 50 con, một con vậy 3,5. Đây mình sẽ chuẩn bị cây chảo để cho chảo nóng lên, mình sẽ bỏ miếng bơ vô. Đây, bỏ bơ vô. Rồi, để bơ tan hết. Mình phải để bơ tan hết nha. Rồi mình thử một con trước kìa. Để cho nó nóng bơ chưa? Nóng rồi. Rồi mình bỏ hết vô luôn nha. Rồi mình đảo đều nha. Đừng để cho nó cháy quá nha. Đảo cho đều. Chiên chút xíu là nó sẽ chín liền à. Với cơm này dễ chín mà. Đó, mình xào sơ qua thôi. Đó, sắp chín rồi. Đây là dĩa để mình đựng nó nha. Mình lót dưới là sắp chín rồi mấy bạn. Rồi, mình sẽ tắt lửa. Mình sẽ đem xuống. Mình bỏ ra dĩa nha. Dĩa mình lớp dưới thì mình cắt miếng dưa với cà chua. Mình xấp cho mặt dưới đó. Mình phải nhúng qua miếng nước mắm nha mấy bạn. Đừng nhúng nhiều quá nha, nó mặn á. Nhúng sơ thôi, nhúng nước mắm sơ thôi. Đó. Nhúng từ con sơ qua thôi. Xong rồi đó. Thấy ngon không? Thấy đẹp mắt không mấy bạn? Mình sẽ rắc thêm một mớ đậu phộng lên nữa. Rồi, thì là xong. Đó, mấy bạn thấy ngon không? Giờ mình xào sơ bò với bò viên. Hồi chiều mình có má hớ, hồi chiều này mình có hái mớ càng cua. Mình sẽ bóp gỏi càng cua. Rồi mình sẽ bỏ bò vô cái gỏi càng cua này nè, mình trộn lại. Đó. Bò này mình xào sơ là được rồi. Bò với bò viên xào sơ. Đó, mình trộn đều với càng cua. Này đó, càng cua ở nhà mình trồng nha các bạn. Đó, giờ mình bày ra dĩa. Giờ mình cắt một mớ trứng. Mình xếp xung quanh cái dĩa. Đây, trứng gà mình luộc sẵn rồi nha. Mình cắt ra và mình xếp xung quanh cái dĩa đó luôn, dĩa gỏi càng cua của mình đó. Đó, để mình xếp từ từ xung quanh. Ăn là phải điệu nghệ nha bạn, nhìn đẹp mắt mình mới thấy ngon miệng chứ, xấu quá ăn đâu ngon. Đó, mình xếp đều vậy xung quanh đó. Đó, thấy đẹp chưa? Đó, mình xếp đều lên. Rồi. Rồi mình sẽ bỏ thêm trà bông lên mặt trên chút.
rồi mình rắc thêm lớp đậu phộng nữa. Đó, đây là lớp đậu phộng, rắc lên, rắc lớp đậu phộng lên. Đó, mình xịt mayonnaise, mình xịt mayonnaise lên nha, xung quanh đó, thấy đẹp không? Mình xịt thêm một lớp tương ớt nữa nha. Đây là dĩa gỏi càng cua của mình đây, đã hoàn thành.